Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev có thể sẽ xem xét lại quy chế phi hạt nhân hóa của đất nước theo bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Ông lưu ý các lực lượng Nga không có ý định chiếm đóng Ukraine, tuy nhiên Nga sẽ tự vệ nếu cần thiết. Tổng thống Nga cũng tuyên bố về sức mạnh quân sự của Nga, nhấn mạnh nước Nga hiện đại ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ và mất đi một phần đáng kể tiềm năng hạt nhân, nhưng vẫn là một trong những cường quốc hạt nhân mạnh nhất với những lợi thế nhất định trong một số loại vũ khí mới nhất. Vì vậy, các cuộc tấn công trực tiếp vào Nga sẽ dẫn đến thất bại và hậu quả thảm khốc. Hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã nhờ Nga giúp đỡ. Về vấn đề này, với sự chấp thuận của Hội đồng Liên bang Nga và phù hợp với Hiệp ước Hữu nghị và Tương trợ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã được phê chuẩn bởi Quốc hội Nga vào ngày 22 tháng 2, tôi quyết định tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt. Hoạt động này nhằm mục đích bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev bắt nạt và bị chế độ diệt chủng trong 8 năm. Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng Kiev là một mối đe dọa và nói rằng việc Nga triển khai quân đội với lý do để duy trì hòa bình ở miền Đông có thể là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh lớn trên lục địa châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cho biết đã yêu cầu một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin nhưng chưa nhận được phản hồi. Lệnh tình trạng khẩn cấp cũng được áp đặt trên toàn bộ Ukraine bắt đầu ngay từ hôm nay nhằm cho phép các nhà chức trách ban bố lệnh giới nghiêm và những hạn chế khác đối với việc di chuyển, ngăn chặn các cuộc biểu tình. Bộ Ngoại giao Ukraine đồng thời khuyến cáo công dân không nên đến Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong những nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên đưa ra phản ứng khi tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ phản ứng một cách thống nhất và quyết đoán trước hành động của Nga nhằm vào Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, hậu quả của một cuộc chiến sẽ tàn khốc và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thì cho biết Nhật Bản sẽ làm việc với các thành viên G7 và cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan Ukraine. Ngay sau phát biểu của ông Putin, truyền thông Ukraine dẫn lời một quan chức bộ nội vụ nước này cho biết các trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkov đã bị tấn công bằng những vụ nã tên lửa. Các nhân chứng ở thủ đô Kiev cho biết đã nghe thấy một loạt vụ nổ ngay sau khi Nga công bố phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Theo CNN, Ukraine đã cho đóng cửa toàn bộ không phận đối với máy bay dân sự, trong khi Nga cũng cấm máy bay dân dụng trên các đường bay giáp với phía đông bắc Ukraine, trong đó bao gồm các vị trí mà lực lượng Nga đã đóng quân trong những tuần qua. Một số nước đã khuyến cáo công dân rời khỏi Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố nhấn mạnh các công dân Pháp đang ở Ukraine nên rời khỏi nước này không chậm trễ. Trong khi đó, Đại sứ quán Brazil tại Kiev khuyến cáo công dân rời khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine càng sớm càng tốt.